phát huy truyền thống đoàn kết và đạo lý tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thực hiện lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Lặc. Những ngày này, trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã có nhiều hoạt động ý nghĩa ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tại thị trấn Ngọc Lặc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các nhà hảo tâm đã quyên góp gạo nếp, thịt, tổ chức gói và nấu bánh chưng gửi tặng đồng bào thiên tai. Tại nhà thuốc Đông y Minh Hồng, khu phố Hưng Sơn, thị trấn Ngọc Lặc, đơn vị này cùng với anh em bạn bè và những người đang điều trị tại đây tổ chức gói 850 cái bánh chưng nhân thịt và các nhu yếu phẩm khác cần thiết thông qua Mặt trận Tổ quốc huyện và các đơn vị thiện nguyện kết nối đưa đến người dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Hôm nay thì bên nhà thuốc Minh Hồng và một số anh em bạn bè và bệnh nhân đang tập trung gói bánh để ủng hộ bà con vùng lũ trong cái cơn bão số 3 vừa qua. Nói riêng là ảnh hưởng rất nặng nề do cơn bão, cùng chung tay để hỗ trợ bà con số nhu yếu phẩm thiết thực nhất để cung cấp đến những bà con đang bị cô lập ở thời gian vừa qua. Trên cái tinh thần thì xuất phát là từ cái tâm của mình. Với hoạt động ý nghĩa này đã lan tỏa và thu hút được đông đảo nhân dân tại khu vực thị trấn Ngọc Lặc và các xã của huyện Ngọc Lặc tham gia. Không chỉ người lớn có sức khỏe mà ngay cả những người già, yếu cũng tự nguyện tham gia với tinh thần còn sức thì còn giúp. Bình thường như ở nhà mình ngày ăn 3 bữa nhưng mà chỉ hơi muộn một tí là mình rồi các cháu đã thấy là hắn đói bụng. Nhưng mà đây là đồng bào vùng vũ lụt có thể là 2-3 ngày người ta chưa được ăn gì. Thứ nhất là đói, thứ hai là rét và thứ ba là ở trong nỗi sợ hãi, lo âu. Cho nên là mặc dù là cô rất là đau, không trực tiếp gói bánh được nhưng mà cô cũng làm những cái việc nhỏ như là xẻ đạt, rồi là buộc bánh. Cô ngồi đây để động viên anh chị em làm việc. Ông nay thì hơn 80 rồi, thấy đồng bào bão lụt cũng ảnh hưởng, cũng thương đến đồng bào. Rồi cùng với anh em trong làng như thế là ra đây để phục vụ gói bánh, ủng hộ đồng bào bão lụt. Bên cạnh đó, các địa phương trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã có nhiều tập thể cá nhân hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Lặc, kết nối kêu gọi nhân dân quyên góp các nhu yếu phẩm và Mặt trận Tổ quốc huyện đã kết nối lực lượng để chuyển đến bà con vùng lũ nhanh nhất. Ngoài việc tập trung gói bánh chưng, các tập thể cá nhân trong huyện còn làm các món ăn có thể để được lâu, hút chân không nhờ các chuyến xe vận chuyển tiếp tế đến cho người dân vùng lũ. Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cho biết trong thời gian qua, ngoài nhận tiền hỗ trợ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng phối hợp với các đơn vị thiện nguyện, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp nắm bắt tình hình tại địa phương bị ảnh hưởng, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các địa phương để biết nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ các đơn vị thiện nguyện tránh tình trạng đưa các mặt hàng không cần thiết, vừa mất công sức, tiền bạc của nhân dân nhưng lại không giúp được gì cho bà con. Tính đến ngày 13 tháng 9 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ngọc Lặc đã nhận được sự ủng hộ của các cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ trên 566 triệu đồng.